Hello, xin chào tất cả khách hàng của DK. Thì hiện tại mình lại đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser ở 61 Nguyễn Công Trứ. Thì trước ống kính máy quay là một chị khách hàng, chị Phương Anh, hôm nay quyết định qua DK để thực hiện là xóa đi cặp mày của mình. Và như chúng ta có thể thấy trên ống kính là mày của chị đang gặp phải tình trạng là trồ đỏ khá là nhiều. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị để lắng nghe những cái câu chuyện của chị trước nhá. Dạ, em chào chị Phương Anh ạ. Chị ơi, chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng lông mày ban đầu của mình và lý do mình quyết định chọn DK để xóa cặp mày được không ạ? Của em thì làm cũng lâu rồi ạ. Nó bị trồ đỏ nên là em đi xóa. Vâng ạ. Mình làm như vậy là cũng khoảng mấy năm rồi chị? Cũng tầm 6-7 năm rồi. 6-7 năm. Như thế là với cái khoảng thời gian ấy, trước đây là mình làm là công nghệ phun xăm đúng không chị? Đúng rồi ạ. Vâng ạ. Thì chị cảm thấy có hài lòng với cái dáng mày cũ của mình không? Cũng không hài lòng lắm. Tại vì em thấy là cái dáng mày khuôn xăm mà khuôn mặt của chị rất là trẻ ấy, thì nó sẽ làm khuôn mặt của mình bị cứng hơn. Và đối với các gốc mực chứa tạp chất như ngày trước thì thành ra là sau một thời gian mình chơi thì cái phần lông mày của mình nó bị trồ đỏ. Thì hôm nay khi chị quyết định đến DK ấy, thì không biết là chị đã tìm hiểu kỹ chưa, và hay là chị được ai giới thiệu mà chị lại lựa chọn DK đấy ạ? Mẹ với chị em mình làm rồi. Như vậy là mình đã nhìn thấy những cái sản phẩm thực tế từ người thân đúng không ạ? Như vậy thì chắc hẳn là về chất lượng thì chị hoàn toàn yên tâm rồi. Thế thì trước khi thực hiện laser thì chị có nỗi lo sợ nào không nhỉ? Em sợ đau thôi. À, sợ đau thôi đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ em sẽ nhờ chuyên gia bên em là thực hiện luôn cho chị phần laser nhá, để xem là laser tại DK là có giúp mình xua tan được cái nỗi lo không chị nhá. Chị Phương Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Ok. Vâng ạ, thì bây giờ em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị. Và trong cái quá trình thực hiện hút máy cho chị Phương Anh thì bởi vì lông mày của chị bị trồ đỏ cho nên chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài khu vực chờ của laser một chút. Là sau khi mà chị Phương Anh thực hiện xử lý cái phần trồ đỏ xong thì chúng ta sẽ quay lại để xem kết quả nhé. Và chúng ta có thể thấy đây là khu vực sảnh chờ của DK. Bởi vì cái phần xử lý trồ đỏ thì phải xử lý bằng ánh sáng xanh, và công nghệ này thì ống kính của máy quay không quay lại được, cho nên là chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Và trong cái khoảng thời gian này, nếu như các bạn có câu hỏi nào về các cái dịch vụ của laser của DK thì có thể comment ngay ở cái live stream này và mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Và hiện tại thì DK đang có những cái chương trình rất là ưu đãi dành cho khách hàng. Ví dụ như đối với dịch vụ laser thì đang được giảm giá lên đến tận 35% nếu như khách hàng sử dụng dịch vụ combo tại DK hoặc là được bạn bè, người thân đã từng làm dịch vụ tại DK giới thiệu. Vậy nên đây là những cái chương trình ưu đãi rất là lớn và rất là tri ân đối với những khách hàng thân thiết của DK đấy ạ. Và ưu điểm tại DK thì là sử dụng siêu laser Bicomax là 2022, đây là cái công nghệ rất hiện đại mà sau khi làm thì chúng ta không thể kiêng khem gì cả. Chúng ta cũng có thể thấy là khách hàng rất là tin tưởng, nên là khu vực sảnh chờ lúc nào cũng đông đúc nhài. Và mình nhận được thông tin là chị Phương Anh đã xử lý xong phần trồ đỏ, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại để xem kết quả nhé. Và đây là kết quả của chị Phương Anh sau khi đã thực hiện phần trồ đỏ. Thì chúng ta có thể thấy nhé, là phần thực mực bị trồ đỏ là được xử lý hoàn toàn rồi. Chị Giang ơi, chị có thể cho chị Phương Anh xem luôn cái kết quả này không ạ? Tại vì em thấy cái phần mực trồ đỏ của chị Phương Anh được xử lý rất là rõ rệt. Chị Phương Anh mình nhìn nhá, sau khi mình thực hiện xử lý trồ đỏ thì mình thấy kết quả như này thì mình có hài lòng không ạ? Dạ có. Vâng ạ. Chị thấy cái phần mực đỏ của mình được xử lý hoàn toàn chưa ạ? Rồi ạ. Vâng ạ. Thì bây giờ thì chuyên gia sẽ bắt đầu thực hiện tiếp cho chị để xử lý cái phần cặn mực còn lại chị nhá. Vâng. Trong cái quá trình thực hiện thì chị Phương Anh có thấy đau rát hay khó chịu nhiều không chị nhỉ? Dạ không ạ. Không đúng không? Vâng. Thì cái nỗi lo ban đầu của mình đã được xua tan chưa chị? Vâng. Vâng ạ. Chị bắt đầu nhé. Dạ vâng. Đấy thì chị em đã nghe những cái chia sẻ thực tế nhất từ khách hàng của DK đúng không ạ? Là ngay từ ban đầu chị Phương Anh cũng rất là sợ đau, nhưng mà chị đã trải nghiệm và chính chị cũng cảm thấy là cái nỗi lo ban đầu của mình đã hoàn toàn được xua tan. Bởi vì siêu laser Bicomax tại DK thì chỉ tác động và phá vỡ đi cấu trúc của hạt mực, không hề làm tổn thương lên vùng da hay là làm cháy trắng, cháy trụi lông phần lông mày. Phần lông mày thì còn nguyên vẹn nhé. Hơn nữa thì đây là công nghệ rất là hiện đại, cho nên là sau khi chúng ta thực hiện laser xong thì không cần phải kiêng khem gì cả. Và có thể là 15 phút sau là kẻ vẽ make up hoàn toàn bình thường rồi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng ta cả. Vậy nên là chị em hoàn toàn có thể tin tưởng để chúng ta trong cái liệu trình chúng ta sử dụng laser tại DK thì hoàn toàn là vẫn có thể tự tin và xinh đẹp, chứ không phải là bị phụ thuộc vào cái vùng lông mày đã xử lý đó nhé. Rất là nhanh thì chuyên gia đã xử lý xong rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cho chị Phương Anh xem một kết quả cuối cùng sau một lần hút laser tại DK nhé. Chị Phương Anh, chị có thể cho em xin đôi lời nhận xét về cái kết quả ngay một lần đầu mình hút laser tại DK đúng không ạ? Em thấy ok ạ. Vâng. Thì chị có hài lòng với dịch vụ tại DK? Có. Vâng. Thì không biết là chị Phương Anh có đăng ký là xóa mày tại DK rồi thì chị có đăng ký sửa luôn không chị nhỉ? Dạ có ạ. Vâng ạ. Vậy thì chắc hẳn là chị Phương Anh cũng rất là mong chờ để mình có cái kết quả cuối cùng đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ.
thì chị có thể giúp em nhắn nhủ một câu nào đấy để cho các bạn đang theo dõi livestream và có động lực đi làm đẹp hơn được không? Các bạn nên thử. Vâng, có vẻ chị Phương Anh cũng hơi kiệm lời một chút tại vì nhiều người cũng hay là ngại trước ống kính máy quay. Vậy thì các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay thì hãy cùng chờ đợi cái kết quả cặp máy cuối cùng của chị Phương Anh sau khi đã kết thúc combo là xóa sửa máy tại DK nhá. Thì livestream này cũng đã dài rồi. Mọi thắc mắc thì mọi người hãy cứ comment để những chuyên gia của DK sẽ giải đáp sau nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.